Trang xin chào cô chú anh chị em và các bạn. Hôm nay mình nấu chuối chiên. Mình làm 100g bột bén. Ngâm nãy giờ. 150g đường. 1 kg chuối. Pháp này ba cái trái cây Việt Nam hiếm, nấu này có chuối xiêm thì nó ngon, này chuối già cũng có, mình nấu chuối già đỡ. Này chuối chân mình phải nấu chuối xiêm nó ngon. Hồi xưa ở Việt Nam mình thích ăn chuối già hơn, chuối xiêm mình không có ăn. Việt Nam hồi đó cầm chuối xiêm nhiều, chuối già ít. Bởi vì thích ăn chuối già hơn. Chuối xiêm có mà không mua già. Qua đây muốn ăn chuối xiêm không có. Ở đây nó bán chuối già không. Bởi vì ông trời cũng công bằng. Lúc có không ăn. Lúc không có thì thèm. Nhỏ ở Việt Nam, ở nhà trồng vườn cây trái gì cũng có hết trơn, cam mận ổi cóc chôm chôm nhãn sang bu chê gì nữa, dâu cũng có, cái thứ trái cây hết á, vườn đó, nhà ở trong vườn Đồng Tháp là trái cây là quanh năm, trồng ruột trái mận, mận xanh, mận trắng, mận đủ thứ, mận vú sữa. Qua đây mười mấy năm không ăn được trái vú sữa nữa. Sữa với xài, ổi lộ, nói chung mấy cái đó ở Pháp này không có, nó cũng có mà nó không có ngon. Mình hồi xưa ở Việt Nam mình ăn đồ tươi, đồ trái cây bẻ xuống ăn quen, mà bây giờ qua đây mình thấy trái cây nó bán là mắc mà không ngon nữa, đâu giờ mình đụng tới đâu. Sầu riêng bữa mua trái sầu riêng 12 gô 1 kg mình về nó ăn nó sượng cũng không ngon. Còn mấy cái cóc ổi mía đồ nó héo queo, xài cũng vậy, mà xài non, xài sống mà xài non, sẽ chín là không có. Ướp phần nửa đường vô để đây một chút cho nó thấm. Có bột bán cái gì, bột khoai nữa ngon. Này, bột bán thì có bột khoai, chú nó có bột khoai ăn không, thích ăn bột khoai. Chút cho nó thấm, quay lại nấu. Bước nãy giờ bắt lên nấu. Chờ nó khoai, này cốt dừa. Cây xài nó cốt ròn. Để phần nữa. Nó béo. Mày chín xong rồi. Bỏ miếng đường bỏ vô, chờ lên chút là thấy đường nhiều, ngọt quá cũng ngán. Hồi rang đậu phộng, đậu phộng cục dừa còn chút nữa, bỏ bột bán vô cho nó sôi gần chín rồi mình mới bỏ cốt dừa đi, để sớm quá nó bà chặt béo.
đánh, căng ra một đống nở nhiều, đánh ra phải quậy thường kép. Bán nó ra đặt luôn. Một bán nó chưa chín. Mình phải quậy thường nó khác. Chè chuối mình nấu xong rồi nè, hấp dẫn không? Chè chuối. Chè chuối chưng nè, con gút cả ngon nè, gút cả, gút cả giống bữa mà nấu chuối chưng có patat đậu trắng thơm, bông này nó thơm nè, ngào ngạt. Wow, bông thơm quá nè, để bó bông này trong nhà nó thơm ngào ngạt nè. Con mua ghê, nó sẽ đi na bán còn chân quá chừng thơm luôn. Wow, thơm quá chừng thơm, để đây chứ đi qua đi lại nó bay mùi thơm. Bông là nó thơm ngào ngạt đó, mỗi bông có thơm mùi thơm khác nhau. Tháng này là đi ra đường là bông thơm ngào ngạt ở Pháp.